chào các bạn quay trở lại với kênh Bếp Cô Minh. Khi nhắc đến những món của xứ Kinh Kỳ thì không thể nào bỏ quên được, đó là món chả cá. Thì chả cá từ trước đến giờ thì người ta hay làm là từ cá lăn nè, hoặc là cá quả, đều rất là ngon. Ngày hôm nay thì Bếp Cô Minh sẽ giới thiệu đến món chả cá mà mình sẽ sử dụng là từ cá tra. Khi nhắc đến cá tra thì ai cũng biết đây là một cái loại cá được xuất khẩu đi rất là nhiều nước. Và món cá tra này thì dinh dưỡng cũng rất là nhiều nè. Cá ngày hôm nay thì cô Minh đang sử dụng là cá tra của công ty Cỏ May. Và loại cá này đã được phi lê sạch sẽ hết như thế này nè. Mình rất là tiện lợi mà không cần phải rằng là mua về và làm cái gì hết nữa. Để làm món chả cá Lá Vọng thì ngoài phần cá mình đã chuẩn bị rồi thì mình sẽ cần đến đó là nước mẻ nè, tỏi, rồi tiêu, hạt nêm, một ít là nước nghệ, mắm tôm, sả, nước mắm, nước riềng. Và ngoài ra mình không thể thiếu đó là thì là cũng như là hành lá cho món ăn của mình. Trước tiên với nửa ký cá phi lê sẵn rồi thì mình sẽ lấy là khoảng chừng cỡ 3 muỗng canh mẻ. Mình sẽ cho qua rây, chỉ lấy phần nước thôi. Mẻ này thì mình đi ra chợ mua thì người ta bán rất là nhiều. Còn nếu như ai ở nhà muốn nuôi mẻ thì cũng rất là dễ. Mình sẽ lấy gạo mình nấu thành cháo, xong rồi để nguội bỏ vào trong cái keo để sẵn như vậy. Khoảng chừng một tháng sau thì mình sẽ có được phần cơm mẻ. Và mình sử dụng lúc đó thì mình không cần phải mua cũng được. Tiếp đến là mình sẽ cho đến đó là nước nghệ. Nghệ ở đây là mình sẽ xài nghệ tươi giã nó ra để nghệ có màu được đẹp hơn. Mình cho khoảng chừng cỡ là 2 muỗng canh nước nghệ nè, rồi một muỗng canh sả, nửa muỗng canh tỏi bằm, nước riềng mình sử dụng là 2 muỗng canh. Riềng sau khi vắt lấy nước thì mình lấy thêm cái phần xác vô là khoảng 1 muỗng canh. Thêm vào đây là 1 muỗng cà phê mắm tôm, 2 muỗng cà phê nước mắm. Ở đây nước mắm thì nhà của mình sẽ có một cái hũ nước mắm rất là đặc biệt, là nước mắm liền được ngâm với con cà cuốn thì nó sẽ có được một cái tinh mùi ở trong này rất là thơm. Còn nếu ai không có thì mình có thể đi ra chợ mua những cái chai tinh dầu cà cuốn nhỏ nhỏ như thế này nè, có bán ở ngoài chợ. Thì với một công thức như thế này mình có thể nhỏ vô 1 đến 2 giọt nước tinh dầu cà cuốn vô thì thơm và rất là ngon nữa. Rồi mình cho một ít hạt nêm nè, tí xíu tiêu vô đây. Rồi tất cả những cái này là mình sẽ quậy đều lên. Tùy cái độ mặn thì mình có thể gia giảm thêm là mắm tôm. Tại vì mắm tôm thì có nhiều người thì thích cái mùi dậy lên của nó, nhưng mà có nhiều người thì lại không thích cái mùi nó quá đậm đặc. Thì mình cho vừa đủ thôi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hết cá vô đây nè. Mình cho thêm khoảng chừng cỡ 2 muỗng cà phê đường. Với món chả cá thì sau thời gian mình ướp khoảng chừng cỡ 30 phút đến 1 tiếng thì mình sẽ cho lên vỉ như thế này và bắt đầu mình nướng nó sơ đi. Mình không cần nướng chín hẳn mà mình chỉ cần nướng cho nó xe cái miếng cá lại thôi. Sau đó thì mình sẽ để lên chảo và dùng kèm nó mới ngon. Mình đặt lên đây và nướng xe nó lại. Sau khi cá mình đã nướng sơ rồi thì là bắt đầu mình sẽ cắt khúc khoảng chừng cỡ 5cm. Đây mình sẽ cắt như thế này. Hành lá thì phần gốc hành mình sẽ chẻ nhỏ ra. Còn phần lá mình cũng sẽ cắt tương tự giống như là mình cắt thì là. Món này thì phải hành và thì là nhiều mới ngon nha. Đây phần gốc hành mình sẽ chẻ nó ra như thế này. Rồi mình ngâm vào nước cho nó nở ra. Nó quăng quăng lại thì để lên nó vừa đẹp mắt hơn nè. Với món này thì khi nào mình dùng đến thì mình sẽ chuẩn bị một cái chảo để dầu hoặc mỡ vô cho nóng. Và mình sẽ xếp hết cá vô. Cá là lưu ý là mình nhớ là mình phải nướng nó lên hết nha. Đây mình sẽ để một cái chảo lên như vậy. Còn mắm tôm thì mình sẽ múc ra và chế một ít dầu hoặc mỡ sôi vô để cho khử mùi tanh của mắm tôm nè. Và lúc đó mình chỉ cần nêm nếm vô là một tí xíu nước tắc cũng như là một tí xíu đường cho vừa ăn với gia đình của mình. Món này thì thường người ta sẽ đi kèm với lại là ớt hiểm trái nhỏ hay còn gọi là ớt chỉ thiên. Mình cắt nhỏ nó ra và để mình dùng kèm luôn.
Như vậy thì ta đã có được một món chả cá cho gia đình của mình vào những dịp cuối tuần rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.